Tuyển Việt Nam đấu Malaysia không dùng sức phải dùng mưu. Được chơi trên sân nhà sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng, tuyển Việt Nam cần được đánh giá nhỉnh hơn so với Malaysia. Tuy nhiên, để chiến thắng, huấn luyện viên Park Hang-seo phải sử dụng đến vũ khí đặc biệt mà mình đang có, đừng đấu sức. Sau khi ASEAN kết thúc, tương tự như tuyển Việt Nam, đội bóng của huấn luyện viên Tan Chang Hoa đã có sự thay máu lực lượng rất lớn với khá nhiều cái tên được cất nhắc lên từ U23 kết hợp với một số cựu binh để tham dự AFF Cup 2018. Việc thay máu lực lượng đã giúp Malaysia có một làn sóng mới khá sáng sủa và việc các nhà cựu vô địch có 2 chiến thắng trước Lào, Campuchia trong các trận đấu đầu tiên ở vòng bảng AFF Cup là một ví dụ. Malaysia ở thời điểm hiện tại không khác gì nhiều so với những thế hệ đi trước khi sở hữu dàn cầu thủ có thể hình đồng đều và lối chơi thiên về sức mạnh để lấy đó làm cơ sở đến chiến thắng. Xem Malaysia thi đấu cũng như những gì mà tuyển Việt Nam đang có trong tay, rõ ràng để thua thể lực với đội bóng của huấn luyện viên Tan Chang Hoa là điều không thể, nhất là khi các học trò của chiến lược gia người Hàn Quốc không được chuẩn bị tốt nhất về thể trạng trong bối cảnh V-League kéo dài. Mà phải dùng mưu, không thể đua tranh với Malaysia trong cuộc đua thể lực, điều mà tuyển Việt Nam chiến thắng đội bóng được coi mạnh nhất bảng đấu chắc chắn phải là những lợi thế mà mình đang nắm giữ, đặc biệt nền tảng kỹ thuật nhỉnh hơn so với đối thủ. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo không thể sử dụng những đường truyền dài vượt tuyến như nhiều lần từng thấy trong trận đấu với Lào, cũng không thể đánh biên quá nhiều khi với sơ đồ 4-4-2, Malaysia thực sự chắc chắn trong các tình huống xuống bóng và đưa vào trong. Nói cụ thể hơn, nhìn những gì mà Malaysia thể hiện trong hai trận đầu tiên ở vòng bảng, khu vực giữa sân sẽ là chìa khóa để tuyển Việt Nam chiến thắng bởi đội bóng của huấn luyện viên Tan Chang Hoa không mạnh ở đây. Tuy nhiên, để Quang Hải, Văn Quyết, Công Phượng có thể xuyên thủng hàng phòng ngự và kiến tạo cho các tiền đạo ghi bàn, huấn luyện viên Park Hang-seo cần một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, mà ở đây Hùng Dũng là sự lựa chọn hoàn hảo. Không chỉ cần chính xác trong các pha phối hợp ngắn nhỏ vỗ mặt, đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn phải chắc chiêu những cơ hội dứt điểm dù là nhỏ nhất, phung phí giống như trận đấu với Lào sẽ rất dễ nhận hậu quả nặng nề từ các tình huống tấn công nhanh từ Malaysia. Ngoài việc phải chơi tốt hơn so với năng lực, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cần phải sử dụng đến thứ vũ khí đặc biệt mà Quang Hải đang sở hữu, đá phạt. Rộng hơn là những tình huống cố định, điều chưa khi nào tuyển Việt Nam làm tốt trong thời gian qua. Đây không phải là điều thiếu cơ sở, bởi kể từ ASEAN cho tới trận đấu đầu tiên ở AFF Cup, những bàn thắng xuất phát từ phạt góc, phạt trực tiếp của tuyển Việt Nam là rất ít, trong khi được hưởng rất nhiều tình huống cố định. Có thể những tình huống tấn công trực tiếp sẽ khó mang lại hiệu quả khi Malaysia chơi phòng ngự để tìm một trận hòa, nhưng dứt khoát phải làm tốt các tình huống cố định và coi như chìa khóa để mở ra chiến thắng. Không làm được điều này, những gì chuẩn bị suốt tuần lễ qua của huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ có lẽ hơi khó có kết quả tốt như mong muốn. Nếu có pháo sáng trận gặp Malaysia, Việt Nam sẽ phải đá sân trung lập. Cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam chiều ngày 14 tháng 11 đã lên các phương án bảo đảm an ninh an toàn cho các trận đấu trên sân vận động Mỹ Đình tại AFF Cup 2018. Trong những ngày vừa qua, dư luận đang tỏ ra bức xúc vì những bất cập về chuyện mua bán và phe vé các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ AFF Cup 2018. Đã có một bộ phận người hâm mộ kêu gọi tổ chức đốt pháo sáng trong những trận đấu tới đây để thể hiện sự bất bình phản đối cách làm việc của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Trong buổi họp của VFF trước thềm trận đấu giữa Việt Nam Malaysia, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đặc biệt nhấn mạnh tới công tác bảo đảm an ninh an toàn trước, trong và sau khi tổ chức trận đấu. Tháng 10 vừa qua, VFF bị Liên đoàn bóng đá châu Á AFC phạt 12.500 USD, tương đương 300 triệu đồng sau khi để xảy ra tình trạng cổ động viên Việt Nam quá khích đốt pháo sáng trên sân Ba Canh Sai ở Indonesia trong trận bán kết môn bóng đá nam ASEAN 2018 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc. Theo ông Lê Hoài Anh, nếu còn tiếp tục xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, bóng đá Việt Nam không chỉ bị phạt tiền mà còn đối mặt với những án phạt nặng hơn, ví dụ như đội tuyển Việt Nam phải đá sân trung lập. Điều này sẽ gây bất lợi với tâm lý thi đấu của các cầu thủ cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế. Do đó, đại diện VFF kêu gọi các cổ động viên đến sân cổ vũ an toàn, nói không với pháo sáng, hợp tác cùng VFF tạo ra một bầu không khí cổ vũ văn minh ở trên sân.
Trong thời gian tới, VFF sẽ cùng với các tuyển thủ Việt Nam và một số nạn nhân của pháo sáng làm clip tuyên truyền về hậu quả của pháo sáng đối với nền bóng đá Việt Nam. Sau án phạt Rangers 2018, AFC cũng cảnh báo nếu cổ động viên Việt Nam tái diễn hành vi đốt pháo sáng, bóng đá nước nhà sẽ phải đối diện với những hình thức kỷ luật nặng hơn như đá sân trung lập và thậm chí đóng cửa sân thi đấu. Ngày 16 tháng 11, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân nhà tại AFF Cup 2018 đối đầu với đội tuyển Malaysia. Sau trận ra quân, Việt Nam đang có 3 điểm và số hiệu cộng 3, trong khi Malaysia đã giành được 6 điểm sau 2 lượt trận, tạm thời đứng ở vị trí số 1 bảng A. Báo Thái Lan gọi cảnh chen chúc mua vé ở Việt Nam là điên rồ. Truyền thông Thái Lan ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh cổ động viên sẵn sàng thức trắng đêm xếp thành hàng dài để mua vé xem trận giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Tờ Quốc Thái Lan giật tích thật điên rồ với cảnh tượng cổ động viên Việt Nam săn vé xem trận Malaysia. Trang này viết thêm, ngày Chủ nhật 11 tháng 11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới bán vé, song cổ động viên đã xếp hàng từ tối thứ Bảy ngày 10 tháng 11. Rất nhiều người muốn được theo dõi đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia. Tờ báo Thái Lan đặt ra câu hỏi, sân vận động Mỹ Đình có sức chứa 40.192 chỗ ngồi sau khi được cải tạo vào năm 2016. Không rõ VFF sẽ phân chỗ ngồi cho cổ động viên như thế nào. Ngay sau khi mở bán vé trực tuyến, cổ động viên đã mua hết. Lượng người xếp hàng mua vé trực tiếp quá đông so với khả năng đáp ứng từ phía ban tổ chức. Theo ghi nhận của phóng viên, từ lúc 23 giờ ngày 10 tháng 11, khu vực quảng trường sân Mỹ Đình dần xuất hiện người tới đợi mua vé, dù rằng ban tổ chức chỉ mở bán từ 8 giờ ngày 11 tháng 11 theo kế hoạch. Không chỉ người dân Hà Nội, rất nhiều cổ động viên từ các tỉnh phụ cận tranh thủ ngày nghỉ đến mua vé. Cơn sốt vé của đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia là điều được dự đoán trước bởi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có sức hút cực lớn ở thời điểm này. Trận ra quân gặp đội tuyển Lào, Việt Nam dễ dàng đánh bại đội chủ nhà 3-0. Vì vậy, cổ động viên càng nóng lòng muốn theo dõi màn trình diễn của thầy trò ông Park ở trận đấu mang tính quyết định cho ngôi đầu bảng A trước đội tuyển Malaysia vào tối ngày 16 tháng 11. Sáng ngày 11 tháng 11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức bán vé trực tiếp với số lượng khoảng 9.000 vé. Mỗi người được mua tối đa 4 vé ở trận Việt Nam gặp Malaysia với 4 mệnh giá 150.000 đồng mỗi vé, 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Và trận gặp Campuchia với 3 mệnh giá 100.000 đồng mỗi vé, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Trên mạng đặt câu hỏi 16.000 vé AFF Cup 2018 được VFF mời những ai? Với số vé mời tại sân đấu trên sân nhà, AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam là 16.000. VFF đang bị chính người hâm mộ đặt câu hỏi là mời những ai, trong khi đó cổ động viên lại không có vé để vào sân tiếp lửa cho đội tuyển. Những ngày qua, thông tin về những tấm vé AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trở thành vấn đề cực nóng trên mạng xã hội. Từ việc thức đêm xếp hàng mua vé, bị co vé thổi giá giật mình, hay mới nhất là 16.000 vé mời được VFF phân phối cho những ai. Mới đây trên mạng xã hội, các bài lập luận phân tích về 16.000 vé mời của VFF đã được đưa ra để người hâm mộ bóng đá tranh luận. Theo nhiều người, số lượng vé mời trên là quá lớn, nó chiếm tới hơn 40% sức chứa của sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Không chỉ lấy con số, người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn lấy ví dụ, con số 16.000 vé mời của VFF cho trận đấu AFF Cup Suzuki Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia sẽ full khán đài khi tổ chức tại các sân cỏ như Quảng Ninh, Pleiku, Thanh Hóa hay cả Vinh. Gay gắt hơn về con số 16.000 vé mời này, nhiều người hâm mộ cho rằng đa số trong số này đã rơi vào các tay cò đầu nậu vé để thổi giá khiến người hâm mộ phải bỏ số tiền cao ngất ngưỡng để có được. Chưa hết, nhiều nickname còn dẫn chứng cụ thể rằng chỉ ngay sau khi VFF mở cửa bán vé cho người hâm mộ hôm ngày 11 tháng 1 thì ngay cổng sân vận động Mỹ Đình, hàng sắp vé mời này đã được rao bán với giá gấp cả chục lần giá gốc của vé khán đài C, D. Cứ thử tưởng tượng chỉ cần 80% trong số 16.000 vé mời kia được bán ra thì chúng đã đút túi bao nhiêu tiền. Chưa kể vé được mang danh bán cho người hâm mộ cũng sẽ bị tuồn ra ngoài bằng cách này hay cách khác. Theo tìm hiểu của phóng viên thì giá hiện tại của một tấm vé mời đã rơi vào khoảng 3 triệu đồng
Vậy làm sao các cò vé có được những tấm vé mời này? Trên fanpage của các cổ động viên, nhiều người kêu than rằng không có vé để phân phối cho các thành viên đi xem cũng như để cổ vũ cho đội tuyển. Mặc dù đã gửi công văn đi mua vé từ rất sớm, nhưng đều bị lãnh đạo VFF hứa nay hẹn mai mới giải quyết. Đứng trước tình cảnh này, nhiều nhóm cổ động viên đã lên phương án dự phòng cho việc các thành viên của mình không được vào sân cổ vũ. Họ sẵn sàng nói không với VFF nếu cơ quan cao nhất của bóng đá Việt Nam không có câu trả lời thỏa đáng. Thậm chí nhiều nhóm cổ động viên còn cho rằng nếu VFF cứ giữ phong thái làm ăn như này thì sẽ phải trả giá bằng những quả pháo sáng, và lúc đó thì tình yêu với đội tuyển sẽ bị mờ nhạt đi rất nhiều. Trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF sáng ngày 11 tháng 11 khi bắt đầu trả theo đường công văn, có thể điểm mặt thấy rất nhiều gương mặt co vé từng xuất hiện tại cổng sân Mỹ Đình trong suốt thời gian dài. Nhiều dân mạng cũng chia ảnh yêu cầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần có cách hành xử cho xứng đáng với tình yêu mà người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup lần này.